chung thì hai bên cấm chọn khá ổn ở trong ván thi đấu này. Với TDT thì họ đang lộ rõ ý đồ của mình để đánh về thời điểm cuối ván thi đấu và cố gắng giữ thế trận với Kafeni, với Timmy. Còn với OneStar thì họ hướng đến một bể tướng có khả năng combo combo với Điêu Thuyền, với Phoenix và với cả Thế nữa. Nhưng TDT cũng đưa ra một cái phong cách ban pick mà chúng ta cũng thấy rõ ràng là nó không khác gì với mixtech của họ gần đây. Đó là một cách đánh mà cũng 50-50 thôi. Đây là đội hình mà càng đánh về cuối càng mạnh. Đúng vậy. Chúng ta thấy Wonder Woman, chúng ta thấy Erin, chúng ta thấy Kafeni cộng với Murat. Bốn vị tướng mà càng nhiều đồ càng khỏe, nhưng đầu game cũng không yếu vì bộ chiêu thức của những vị tướng này có khả năng phòng ngự rất tốt. Chỉ cần farm lính thôi. Có lẽ bây giờ là Han đẩy được Ara về đây, có thể sử dụng cú đấm băng đưa đến từ Marit rồi. Ara mất đi rất nhiều máu. Thêm một báo tuyết đặt ra và Ara phải ấn pháp triệu thần kỳ bị bắn gục 7C. Nhưng đó mới chỉ là lần một của phát triệu thần nhân bị khâm kiếp đổ vạch tăng là người lên bảng đếm số đầu tiên. Cuối cùng thì điểm trên cộng đồng TH cũng đã có dành cho đội tuyển OneStar. Ngài và không biết bạn nào đã sở hữu trang phục này thì hoàn toàn có thể comment ở trên kênh chat để các bạn trở thành một người đặc biệt hơn so với tất cả những người còn lại. Chạm đến từ Nolan, mặc dù chọn góc là an toàn lắm rồi nhưng Han có tốc biến và Nolan lần này phải trả giá. OneStar sẽ có thể có được trụ sơ cấp đầu tiên, nó thuộc về Stark rồi. Nó thuộc về Stark băng vào rất đẹp đến từ bắt LB, ôm được rất nhiều sát thương. Sau đó có thêm một cú băng xương nữa, LB chạy ra được khi mà cú chỉ đến từ tờ nhân là chưa đủ sát thương. Quá nhiều những khống chế cứng mà thôi. Bọc vại, bọc vào, OneStar bọc vào đây, cú tốc biến đẩy đến từ vị trí của Han nhưng nó không quá đẹp rồi. Có trong đó Alia bắt đầu được thả diều, một băng xương được ấn chế từ vị trí của Stark, sau đó đổi sang do mệnh. Stark câu được băng xương trên người của Alia, Alia bị cô lập. Alia mất đi cho mình ra bộ mệnh, không đổi được sang món đồ tiếp theo. Alia không còn tồn tại nữa, bắt đầu bị băng vào. Băng vào quá đẹp đến từ bắt đầu bị. Khi mà hai người của TNT đã nằm xuống theo Alia, trận đấu sẽ có thể chấm dứt tại đây. Khi mà tình huống xử lý của Stark và bắt đầu bị là hoàn hảo. Han có cú tốc biến băng ra đẩy và sau đó những người đồng đội của Asta tràn lên. Họ lấy được 3 điểm và gục tế từ TNT. Và bây giờ là lúc mà Nolan đang bị đối phương tấn công vào. Ara cũng đang bất lực. Và bây giờ là thời điểm mà đợt lính bắt đầu tràn vào tới từ bên phía của Asta. Và họ có thể mở tỷ số trong ván thi đấu này. Nhưng liệu rằng có phòng ngự không đây? Một chém là khá đau tới từ vị trí của Nolan. Ara đã phải nằm xuống. Bắn nhà! Bắn nhà! Nhà chính vẫn nhà còn lính. Hết lính rồi! Cánh trên vẫn đang còn. Bây giờ Nolan hết đổi trang liệm như hết rồi. OneStar vươn lên với 1-0 trước TNT. 1-0, một trận đấu rất dài, một trận đấu rất dài và chỉ có một cú giao tranh tổng duy nhất mà thôi. Nhưng ở cú giao tranh tổng duy nhất đó thì OneStar là người chính xác hơn. Và lúc này là lúc mà bên phía TDT cũng đang có được một đội hình có khả năng băng cản được rất tốt với bộ 4 tới từ Kai'Sa, Alia, Tờ Nhân và Ara. Đội hình đến từ bên phía của OneStar, tôi nghĩ rằng là con Arduin này đang hơi thiên về việc tiết kiệm tướng dành cho vị trí của Han. Còn đối với TDT, tôi nghĩ rằng là với Charlotte nó sẽ là con tướng để tiết kiệm lại. Bởi vì nếu như mất thêm cả floor nữa thì nhiều khả năng TDT buộc phải thắng trận đấu này, buộc phải thắng game đấu này thì chính xác hơn. Đây sẽ là ván đấu thứ hai, một trận thi đấu mà đội tuyển TDT có lẽ với bể tướng này họ buộc phải công một một bể tướng mà nếu như đánh đến cuối game thì có vẻ hơi đuối. Nhưng ở đầu game thì TDT có thể nói là vua hơn với mặt bể tướng của đội tuyển OneStar. Họ tràn sang cướp rừng cũng được, thậm chí là trận này Ara có thể nghĩ đến chuyện cầm trừng trị để sang quấy liên tục vào bể tướng của và vòng rừng của Stark. Nên nhớ rằng Stark đặt cấp độ 4 thì anh ta mới khỏe và những cú trầm trọng lực mà thôi. Nhưng không có những sự bất ngờ gì cả khi Ara đã hướng đến một cái suy nhược để anh ta có thêm những khả năng chống chịu của mình nữa. Những bước di chuyển đầu tiên giữa OneStar và cả TDT ở trong ván thi đấu thứ hai. Cảm giác TDT đang chưa tìm được sự kết nối. Stark! Ôi! Stark bơ vào Kai'Sa khi mà Kai'Sa không còn Long Diệt nữa và Kai'Sa có lẽ sẽ là điểm chiến của TH và đúng là như vậy rồi. Điểm chiến của TH đã có cho OneStar nhưng rồi thì Stark cũng đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Tiếp tục là có vẻ đè đến từ Nolan ở cánh trên, còn ở cánh dưới thì Ara đã có chiêu cuối băng trụ đến từ vị trí của Kai'Sa bắt đầu đu vào rồi nhưng mất đi Long Diệt từ quá sớm. Ara bây giờ mới có thủy thần. Xi né được rồi, Han băng ra để có thể công lính. Han đang mất rất nhiều máu, Han bị đánh thương vào một nhịp giáp được tạo ra nhưng cuối cùng thì Han cũng đã phải nằm xuống rồi. Kai'Sa kẹt lại. Kai'Sa bị dính bão vi tiêu. Dành cho Xi. Tao muốn lấy góc để cho những con xe ra tiên phong tiến lên mà thôi. Con hào hảo xe ra đang được ăn đến từ bộ đôi của đội tuyển OneStar nhưng Marit đang bị bắt lại. Kai'Sa đu đến và Kai'Sa lần này vẫn chưa tìm thấy Marit. Cuối cùng cũng đã tìm thấy Marit rồi nhưng mà vẫn còn lại thì Ara. Ara không còn chiêu của Ara, bị mất nhiều máu nhưng ta còn một cái suy nhược nữa. Hai người của OneStar mới là những người kẹt lại. Đó là Han, đó là của Stark. Bonobi cũng đang ở đây, cũng đang hết máu. Còn Si thì chỉ có thể bỏ chạy với chuỗi vị tiêu của mình mà thôi. Bên phía của đội tuyển TNT đang đẩy lui được OneStar thêm một nhịp nữa khi mà Kai'Sa đã trở lại rồi và họ chọn mục tiêu là gì đây? Băng ra với cô dù Han đang hơi cô độc. Han lấy được nhiều máu đến từ suốt của tờ nhân rồi. Kai'Sa chưa dám đu vào thủy thần đến từ Ara bật ra là không trúng ai cả. Kai'Sa đu vào và tìm thấy được vị trí của Si. Kai'Sa! Ôi, Long Diệt chạy về thôi. TNT hết chiêu, TNT phải bỏ chạy. Tốc biến đến từ Aya, Ara thì kẹt lại. Ara không còn tính mạng nữa và cả vị trí của Alia.
chỉ với một con Huy ở trong lượt quay đầu tiên diễn ra từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Mở giao tranh đến từ bên phía của One Star hay không đây? Nolan là người mở giao tranh, hất tung được với phá không quang kiếm, rồi sau đó là thất kinh kiếm trận chém ra. Có Z. Chưa? Z đang bị ấy khựng lại. Chưa? Z chỉ biết bỏ chạy và bộc phá hủy diệt lấy đi mạng của Z. TDT có thể tràn lên và đúng là họ đang tràn lên. Họ tiếp tục tìm vào Han. Kai'Sa đủ đi đâu đây? Kai'Sa đủ bọc đầu. Kai'Sa đủ bọc đầu và tìm thấy Marit. Là Kai'Sa, vẫn là Kai'Sa có đau. Anh ta liệu hạ cũng được không? Hạ cũng được rồi. Long Diệt giật ra, chặn đầu bắt LB. Kai'Sa mà có lẽ người ta đã chờ đợi với con đau hay không? Tôi nói sai rồi, khi anh ta cuối cùng đã nằm xuống. Không sao, nhưng lợi thế của anh ta để lại là quá lớn với 4 điểm bởi gục tới từ bên phía của TDT. Còn nếu mà tuyệt vời hơn, em luôn được không đây? Vẫn còn tê nhân ở đây và vẫn còn cú thủy thần tới từ vị trí của Ara. Bây giờ một lính đẩy này, Stark cần phải minh chứng khả năng phòng ngự của mình. Anh ta đã trầm trọng lực, anh ta chọn thành công lính tới. Stark lập này nằm xuống cũng là ô sở kể. Và bên phía của TDT vẫn đang tiếp tục tràn lên khi Si đã hồi sinh ra. Madis sắp hồi sinh rồi, Han cũng sắp hồi sinh rồi. Lính của bên phía Hoa xuất hiện. Thế thì lính của TDT sẽ khựng lại một nhịp thủy thần đặt ra là tương đối đẹp đến từ Ara. Hỏa bạo vẫn có lính nữa. Lên. Đang cố gắng giải quyết lính hết lính rồi. TDT phải lùi ở trong tình huống này. Chưa thể đủ góc để cho Baby. Nhưng đây là vị trí của Stark đang muốn tay đôi cùng với Nolan. Nhưng rõ ràng là một con Bazooka làm sao để đánh lại Nolan đây. Nolan tốc đến tràn lên Stark thoát về một chấm máu. Mất Baby thì bị kẹt lại ở mạng giao tranh khác. Và bên phía Star mất đi một người. Họ mất đi một người rồi, đó chính là Bớt LB. Và tí nữa thì Stark cũng đã phải lấy bằng đếm số. Được một điểm đó là One Star có thể tiến ra khu vực xảy ra bạo chúa một cách khá nhanh chóng. Đúng vậy. Nhưng bên phía TDT đang ăn. TDT đang ăn xe ra bỏ chúa khi mà Nolan và Ara lấy người dù một thủy thần được dựng ra đến từ Ara rồi. Nolan băng vào vật vị trí của C lên. Nolan và Ara phải 2-5 để ba người còn lại xe ra bỏ chúa ăn xong bỏ chúa rồi. Nolan lên được sau mệnh thành công, vẫn còn sống, còn Ara thì đã nằm. Nolan đổi được sang liềm, nhưng đó là tất cả những gì mà Nolan câu kéo được. Còn Phantom ở trận cuối của ngày hôm qua. Còn bây giờ thì ta đang được Madis kìa. Madis đang thả bom rất đau nhưng Stark nhảy không qua tường. Ui. Stark nhảy không qua tường và đây là cơ hội cho TDT. Ara bật ra bầu thủy thần mà anh ta đang rất trâu ở tuyến trên rồi. Han là người kẹt lại. Han có tốc biến nhưng Han tốc biến hình như cũng đập mặt vào tường. Có cầu diều để Han lùi đi nhưng Han không chạy được bởi phi đạn từ Kai'Sa. Stark băng lên. Stark sai rồi. Stark chỉ lấy được dấu mệnh đến từ tới nhân thôi. Còn đây là Kai'Sa. Kai'Sa tìm tới ai chủ lực. Z mất đi rồi mình. Z đổi được liềm. Z cuối cùng cũng đã nằm xuống. One Star sẽ tan vỡ. Tỷ số sẽ được quân mình là 1-0 ở trong bán đấu này. Sẽ là 1-0 dành cho bên phía của TDT rồi. Khi mà họ đã khai thác điểm sai của Stark. Pha thi đấu trước thì Stark là người hùng. Nhưng chính pha thi đấu này thì chính anh ta đã phải khiến cho đồng đội phải thua một ván thi đấu đầy đáng tiếc. Thì BDB sẽ sử dụng Lucy đường trên và C sẽ cầm Jena trong ván thi đấu này. C cầm Jena. Một đội hình hai xạ thủ nhưng không phải là xạ thủ cánh rồng. Để xem là anh ta thể hiện ra sao với vị tướng Jena ở trong một giải thi đấu cấp cao hơn rất nhiều so với những giải Serie B mà C đã sử dụng những vị tướng đấu sĩ đánh ở khu vực đường trên. Và C cũng đã quen tay với những vị tướng xạ thủ rồi. Để xem là một ván đấu mà anh ta sử dụng Jena và cầm luôn phù hiệu ma chú. Có lẽ rằng việc mà muốn băng vào sốc sát tường là những gì mà C muốn ở trong ván thi đấu này. Diễn biến ván đấu thứ 3 giữa One Star và TDT chính thức được bắt đầu. Để họ vượt qua giai đoạn đầu thì sẽ cần phải có những sự cẩn thận nhất định. Một cú băng vào tới Đức Kai'Sa bằng cú châm trong lực này. Những sát thương gây ra là chưa đủ. Butterbeat bật biến lên và anh ta keo lửa kéo về được một thành viên đó là Kai'Sa. Kết hợp thêm cả phá kén nữa. Chiến công đầu tiên dành cho bên phía của đó là One Star. Si băng vào đá tứ nguyệt chạm. Tôi nhấn tốc biến để kéo dài khoảng cách và Si là người nằm xuống trong pha giao tranh vừa rồi. Tuy nhiên thì bây giờ bên phía TNT ăn xong con rồng và họ đang muốn áp lực qua xe ra này. Stark không còn nhiều máu, hỏa bạo đem xuống. Stark rất yếu. Stark đang có một nhịp thi đấu hơi lú ở trong pha thi đấu vừa rồi. Mặc dù đội tuyển One Star vẫn có được xe ra. Tốc biến bỏ chạy trong pha thi đấu vừa rồi khi mà Kai'Sa đánh răng cho BDLB mạnh quá. Ây à. Đây là một cú thủy thần mở ra là khá đẹp tới từ vị trí của Han. Và bật lên suy nhược để ta chống chịu nhưng đam đằng sau là không có tới từ vị trí của Han rồi. Một cú băng dao phòng ngự trụ tới từ cặp Han và cả Stark. Đây là Stark giật bóng quay ngược trở lại bằng vũ. Và một cú tốc biến lên sát vực thì đó là một cú băng xương tới từ Stark để outplay đồng đội anh ta đang đến. Nhưng Stark đã phải nằm xuống rồi. Si đến đây đá tứ nguyệt chạm. Nhưng rõ ràng là con vê này ném vẫn đang là quá đau ở thời điểm bây giờ. Mất một chút thời gian nhưng con rồng lại bị quay về rồi. Một pha kéo rồng lỗi từ TDT nhưng họ đang muốn khởi xướng pha giao tranh tới từ Nolan khi có cú sát vực nhốt lại một thành viên đó là Bớt LB. Sát thương trồng vào là chưa đủ khi Han đang có cú thủy thần để cứu nguy đồng đội của mình. Si bắt đầu băng ra và anh ta chưa đã được con cánh này thì Stark bị bắn gãy rồi. Và nhân tiện đây thì bên phía của TDT đang muốn hướng đến con Caesar này chẳng. Đây sẽ là con Caesar bóng tối mà TDT đang muốn lấy nhưng bên phía của Si băng vào đá tư nguyệt chạm. Si đá khá đau, Caesar hất tung những thành viên bên phía TDT sắp đào thành công được tờ nhân. One Star có được con Caesar bóng tối vừa rồi và họ tràn lên đánh mất được TDT. Ba người của TDT nằm xuống và họ chỉ
được kéo lại được một mạng mà thôi. Phong cách thì ở tuần này nhàm nhàm nhiều. Zidane nhàm nhàm nhiều. Zidane nhàm nhàm nhiều rồi. Và Kai'Sa là người gục ngã. Và bây giờ là lúc mà thủy thần được bật lên. Zidane nằm xuống những lợi thế để lại là quá lớn cho Wanspa. Bây giờ họ tràn lại, họ bắt đầu bật thủy thần lên tấn công. Nhưng đối phương trả đá nó khá đau tới từ Nolan. Nolan cố đáp bằng kiểu Nolan trâu quá. Nolan trâu quá rồi. Nolan cũng đang căng. Và bây giờ là thời điểm mà Han về được với khoảng tầm 1 chấm máu. Bây giờ con sẽ ra bạo chúa. Nó đang nằm trong tầm tay của TNT. Han là người gần nhất và sau đó là Si. Wow. Thủy thần dựng ra, Si băng vào, Si không cướp được, sẽ ra bạo chúa. Si hạ cũng được tới nhân rồi. Si cũng đã nằm. Bây giờ thì Martin xấy ra một chiêu cuối. Nolan ôm hết đàm. Rồi Nolan được hồi máu. Không, Nolan chưa được hồi máu. Nolan có một cái thuẫn. Nolan vẫn quá nhiều đồ chơi. Nolan vẫn đã cố gắng lết về. Cuối cùng cũng đã nằm. Khi mà chính bản phải liều căng, anh ta còn trừng trị. Và liều được không đây? Nolan giữ sát phục lại được Han ở trong pha thi đấu. Và Rio bị băng lên. Xích keo lừa được một thành viên. Nhưng thực sự quá nhiều. Một cú hỏa bào thả ra quá đầu tới từ Alia. Trục 4 thành viên. Rio bị lên bảng điểm số. Anh ta bắt đầu có thêm những món trang bị nữa để hồi sinh lại. Đó là Kai'Sa. Và bây giờ kia, nhà kia, lính đánh nhà là quá đau. Thế từ bên phía của Wildstar. Và thôi rồi, Wildstar đã bị TNT vươn lên với tỷ số 2-1 rồi. Không đỡ nổi, không đỡ nổi đến từ bên phía của Wildstar. Kiểu quá ít sát thương đến giai đoạn cuối trận đấu. Nolan như một con trâu. Và đó là Crack Trâu. Crack Rui này. Crack Rui này. Bộ combo mà nếu như các bạn khán giả kéo về tới đàn luôn chút, thì có thể kéo về tới đàn. Nhưng để kết hợp sẽ là hơi khó khăn. Khả năng là họ sẽ đánh tối ưu đơn giản hóa thôi. Không cần làm quá vấn đề làm gì cả. Tôi thì cứ kéo về khi mà điều thuyền đang làm vị tướng kém cơ động. Và cả Dolia nữa. Đây là cái bắt tay tiếp theo của hai huấn luyện viên ở trong ngày hôm nay. Rõ ràng đây sẽ là ván thi đấu ấn định nếu TNT có thể hạ gục Wildstar với tỷ số 3-1. Nhưng ngày hôm nay thì người ngồi bên cạnh tôi là không có một tỷ số 3-1 có thể hiện diện trong từ điển của anh ấy. Và đó sẽ là 3-2 dành cho một đội tuyển nào đấy. Nói chung là ở trong những ngày gần đây thì tỷ số 3-2 đang hiện diện rất nhiều. Chúng ta cứ nghĩ rằng là những trận đấu có sự xuất hiện của Wildstar và Sài Gòn Phantom sẽ là những trận đấu một chiều. Nhưng không, bây giờ thời thế đã có phần thay đổi. TNT đang bứt lên, FPT Flash cũng đang bứt lên rất mạnh mẽ. Và Sài Gòn Tôm và Wildstar là những đội tuyển bây giờ cũng đang rất dễ tổn thương. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván đấu thứ tư. Bộ combo đến từ bên phía của đội tuyển Wildstar với Rui. Mùng 1 tháng 10 là rất lâu nha. Đây là cú băng vào đến từ vị trí của Stark. Nhưng Stark chỉ có một mình thôi. Stark trận chặt chẽ của đội tuyển Wildstar thì Stark đột nhiên nằm xuống. Và đó là điểm chiến của đầu TS dành cho TNT. Họ đang muốn tràn ra để có thể kéo con rồng này chăng? Wildstar đang kéo rồng vào trong bụi rồi. Han có kéo hay không? Đây, Han chưa kéo. Han bắt đầu tìm và tìm tung. Và cú kéo được Ara. Nhưng Ara mất đi giải và anh ta lùi về được thành công. Còn Han thì bị đóng băng ở lại. Han mất tốc biến. Anh ta về được thành công. Con rồng thuộc về ai đây? Con rồng chưa thuộc về ai cả. Thần vực gọi ra tới từ Maris để giúp cho bên phía Wildstar phản công. Nhưng đối phương đã cao chạy xa bay rồi. Nhưng Kai'Sa đang muốn. Kai'Sa đang muốn làm điều gì đó. Nhưng đây là cú hút đến từ vị trí của Han rồi. Và hút được vị trí của Nolan. Nolan mất đi nửa cây máu, mất tốc biến, bỏ chạy, mất cả băng xương. Có lẽ nó xuất phát thêm từ một tình huống kéo trước của mới hút. Và AI dự đoán đang là 84% tỷ lệ chiến thắng dành cho Wildstar. Và con Seja này liệu rằng có được định đoạt hay không đây? Han đang giữ máu nhưng TNT tràn xuống TNT và không cho đối phương giữ máu nữa. Hai cú bao tuyết đặt ra một cú kéo tốt. Alia có được Seja dành cho TNT. Với bùa lôi lực Seja kèm theo những con lính Seja tiên phong được đẩy nữa. Hơi bị Ara bắt đầu bị đấm được hai thành viên làm cho hai người. Hai cú bao tuyết đặt ra hay chưa đây? Là hai cú bắt đầu bị tụt máu không phanh. Anh ta đổi sang thuẫn có sao bộ bệnh nhưng bị đóng băng bởi tuyết liên, bắt đầu bị hủy diệt ngay lập tức rồi. Hay sẽ là hai đường lính siêu cấp đây, bắt đầu ra một cú kéo tung ra không trúng tới được đội trưởng Hàn. Và lúc này là lúc mà cú bao tuyết được đặt ra nó quá khó chịu. Hai cú bao tuyết liên tục, Hàn mất tốc biến. Hàn về được thành công nhưng Aran mở quá sâu, anh ta bị lôi về bằng dây từng chân thật vai, ta lên bảng điểm số ngay lập tức rồi. Còn những thành viên còn lại của TNT đánh nhà được chưa? Có rồi, và được rồi, dành cho TNT. Phải nói rằng là trong một đòn đấu trí căng não tại khu vực xe ra bảo chúa thì TNT đã tìm ra một ánh sáng để có thể khiến cho Wildstar trở thành đội tuyển tư thế dắt, bị dắt ngược lại. Ngày hôm nay thì các bạn đã giành được một chiến thắng với tỷ số là 3-1 trước Wildstar Sport. Và với chiến thắng này thì hiện tại các bạn đã giành lại vị trí top 2 trên bảng xếp hạng của Wildstar. Thì Alia có tự tin là đội mình có thể giữ vững được phong độ này cho đến hết lượt về không? Tự tin thì cũng 50 hoặc 60% thôi, nên là lượt về cũng nhiều thay đổi hoặc là chuyển nhượng cái thứ, nên là cố thôi. Ace Cup. Fate for your mistakes.
vị lẩu kim chi Hàn Quốc, cay dịu, chua thanh, vị ngon chứ danh. Hào Hảo kim chi, cay dịu chua thanh, vị ngon chứ danh. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù thỏa sức đam mê với skateboard hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, diễn game tuyệt chất.